Tiếp tục live buổi trưa của ngày mùng 9 anh em. Trưa nay đầu live em lên cái lót M65 xanh mới và đẹp, lót màu xanh ô liu, tem trắng salad. Salad ai có lót salad thì áo salad thì chốt con này, áo rất là đẹp luôn. Con này là đời 81 nha. Em báo cáo phải nói con này cái độ mới của nó rất là đỉnh. Nhưng mà chỗ này nó bung chỉ một chút thôi này. Chỗ này anh em chỉ cần kêu thử may nó đạp, nhưng mà không đạp cũng được, mà đạp cũng được. Gấp cái mép này trần lại đây một cái là ok. Nó chỉ bị ngay cái đường này bung ra một chút thôi. Còn con áo thì hơi bị ngon lành cành đào luôn. Xinh lè và đẹp. Hàng của lính Mỹ nha anh em. Báo cáo anh em chứ con này mà nó mà không bị bung chỉ đây một phát thì con này là phải 400-500 đúng không? 400-500 nghìn đúng không? Giờ bán anh em con này 300 nghìn. Mã số 01. Mở hàng đầu like của em ạ. Thế một cái quần này của Nam. Quần này ở dưới ống là nó disco. Ống nhỏ nhưng mà có bo chun nha anh em. Quần này mình rất gọn và đẹp. Rất gọn và đẹp, lưng chun. Bụng của nó là 76 và căng hết cỡ là 90. Co giãn này. Còn ở dưới này vải, không có co giãn nha. Vải kaki. Dài quần là 100. Dài quần 100. Bên này đều đẹp 6 cái hộp. Em nhìn cái phọc giãn của nó nha. 6 cái hộp này. Cái đùi này thì báo cáo ai cũng đùi nhỏ mới được. Còn mà mấy anh mà đùi thể thao, đùi bự á, chưa chắc đã vừa nhá. Đùi này là tầm cỡ em. Em like xong em sẽ bẩn cho anh em coi. Đùi em thì phải tầm này nhá, để em đo coi thử. Cả đời chưa đo cái đùi mình, không biết đùi mình bao nhiêu. Cái này là 29 à. 29 thì chui lọt, nhưng mà cái mông này không biết có lọt không. Đấy. Rồi, đều đẹp, em bán con này với giá là 200.000 mã 12. Để em sọt vào để anh em nhìn cái phọc dáng. Cái đùi này là vừa đùi em á. Nhìn cái đùi là biết là vừa. Còn anh em mà nam mà đùi mà bự quá cũng không có lọt đâu này. Quần này từ trên xuống đúng là quần nam, nhưng mà nữ bẩn thì đẹp lắm thôi. Nữ bẩn rất là đẹp. Em là chơi hai quần đấy nhá. Đấy. Em kích xuống cho anh em dòm này. Thấy chưa? Đẹp không? Quá trời đỉnh luôn. Anh nào mà người đừng có đùi to, em bận đi, cái này là vừa thoải mái luôn. Thoải mái con cả mái nha. Đẹp không? Quá đẹp. Muốn tua luôn, nhưng mà em mà bận rần ri thì không có đi đâu được. Rồi 200.000 thôi, ai ưng chốt chùm em ha. Con này em bận là vừa luôn á. Từ bắp chân cho tới chiều dài. Chiều dài là nó dài 100. Đẹp. Cái độ mới của nó là cũng tầm 93. 200.000 thôi nha. Mã 12. Cái một con Philot này. Bán rẻ cho anh em con Philot này luôn. Philot của lính Mỹ M1. Con này L2B chứ. Nhưng mà cái bo nó bị rách. Anh em thay bo giùm em nha. Bo tay nó cũng rách này. Dây kéo bên này thì ổn. Qua dây kéo bên này bị hư luôn. Tức là đứt kéo luôn này. Anh em có về thay một bộ dây kéo khác. Nhưng mà nó lại L2B anh em. L2B không phải đùa đâu nha. Ở đây thì nói chung là nó quặc quặc xước xước này. Anh em nhìn kỹ nha. Đấy, cái mặt hình của nó là quặc quặc xước xước. Rồi, cái tem cũng bay mất rồi. Tem cũng bay mất rồi, không có đọc được sai nữa. Nhưng mà em bao hàng cấp phát này. Nhìn cái ruột là anh em biết rồi, không cần phải nói nhiều. Cái ruột là biết rồi ha. Rồi, bên ngoài này thì chỗ này nó bị dơ một chút. Bo là rách tươm tươm rồi đó. Chỗ này nó bị dơ này. Bán giá lao động là anh em biết à. Philot là mấy triệu mà bán giá lao động này. Ở đằng sau này thì chỗ này bị móc một tí tí. Móc một tí tí này. Ở đây nó cũng bị dơ một tí. Ở đây nó bị quạc một tí.
không có rách nhưng mà nó quạc là quạc à. Ô, đây rách nữa này. Đây là bị cái gì cắt vào. Rồi, con này là giá này luôn 500.000 mã 18. Em sẽ bớt xuống nữa nha, 400.000 thôi. 400.000 một con float M1. Anh em về có làm gì được nó thì là 400.000. Em sẽ bận đo vai và chiều dài cho anh em ha. Vai của nó là 53-54 medium á. Dài áo là 60 dưới 1m7 nha. Dưới 1m7 con áo Philips L2B. Anh em biết L2B nó còn đắt hơn MA1. MA1 là 3 triệu rưỡi, L2B là mấy triệu anh em, mà bán cho anh em 400 ngàn luôn này. Cái này gọi là, cái này với anh em chỉ cần thay bộ với khóa hết mấy chục nghìn. Thay bộ bo 150 là một con áo quách không. Còn đằng sau nó bị rách thì anh em coi mạng sao đâu mà. Chơi đồ cũ mới là đồ cổ mà, không, đồ rách cũng là mới là vết thương của chiến tranh mà. Chứ con áo Philips này mua làm gì có mà hàng chuẩn cấp phát. Em bao L2B chuẩn hàng cấp phát của Linh Mỹ rồi. Mà L2B nó là hàng xưa đó. Con này là 70-80kg, cao dưới 1m7. Thay bộ bo nữa là bách như góc luôn, 400 ngàn luôn này. Bán rẻ mã 18. Cái một con multicam chất vải caro ạ. Vai của nó là 42, hàng của lính Mỹ nha anh em. 42 dài 70. Ở đây có một cái tem, hai tem nhá. US Army này. Hai tem này là được 100 ngàn rồi đó. Chưa nói tới con áo. Cái này đều và đẹp. Bên này cũng đều luôn. Ở đây nó lủng rách rồi này. Nó gỡ một cái tem cho nên nó làm rách lủng hai bên. Rồi, em sẽ bán con này lại. Bán tem tàng áo 100.000 mã 19. Cái này em ghi 200.000. 100.000 mã 19 nha anh em. Bán hai cái tem tặng quần áo. Cái một cái quần rần ri vải caro, có đây đô 6 cái hộp cô bà mông. Bụng của nó là 82. Con này là ông này, ông đôn này. Ông đôn cho cái đùi nó nhỏ. Ông đạp lại. Cái đường trong ông đạp lại hết. Dài như dây lông tròn luôn. Dài quần là 112. Em review nhá. Ở đây là vết in nút này. Nhưng mà cái đùi này nhỏ không ta? Cái đùi này may chứ được 23-24 mấy ha. Đùi nhỏ nha. Anh nào mà thích về thì cắt bớt, hoặc là thích thì cắt sọt. Ok. Em báo cáo anh em là những anh em nào đang cần tìm quần sọt, đây vết in nút, thì tranh thủ chốt những cái quần giá rẻ như thế này. Đây lủng lỗ này em. Về mà cắt sọt nha. Ở đây một vết in nút này. 200.000 mã 100. Ủa sao cái này mã 100 nhảy vào đây ta? 19 mà mã 100. À 100.000 mã 20. Mã 20 100.000. Cái quần này là mã 20, bán giá 100.000. Trời ơi, cắt sọt em nó thiệt 350 cái quần sọt. Mua quần này có 100.000. Tiếp một con áo satin này. Satin nha, cái cổ nó hơi ố. Con này nó dài tay vì cắt cổ. Vai của nó là 47. Dài áo là 74-74. Hàng satin này là của lính Mỹ nha anh em. Đây, đời cấp phát đây. Nhưng mà nó cắt cái nách đi rồi thì chơi sắt nách luôn. Bên này đều. Đằng sau nguyên một bả này dơ này. Em nhìn thấy không? Nguyên cái bả lưng này nó bị dơ này. Ở bên này cũng bị dơ đây nha. Bị dơ nha. Ở đây nó bị móc một chút xíu, chưa có lủng nhưng mà nó tưa tưa rồi. Hết. Em đo lại vai và chiều dài. Vai 47. Dài áo là 73-74. Anh em chơi áo bụi như vậy rất là đẹp luôn à. Đó, thấy chưa? Quá là đẹp luôn chứ. Phong trần bụi bặm. 75-85kg, 70-80 đẹp. Đóng thùng sơ vin cũng rất là oách luôn. Chạy mô tô, chạy xe
hơi bị oách luôn. 300.000 mã 15. 300.000 mã 15. Cái một con Asimu ạ. Asimu này vải thường. Vải caro mới. Vai là 52. Dài áo là 79, 52 size lắc lòng. 79 mà lông thì mới mới bằng reo lơ của con rần ri bình thường đúng không em? Áo còn rất là mới luôn. 93 đến 96%. 93 đến 96%. Bao đẹp. Nhưng mà con này 80 đến 90 kg. Chiều cao này thì cao trên 1m7 thôi. Cái dòng này nó ngắn. Áo multicam và ACU nó ngắn chứ không có dài như áo rần ri. Rần ri mà lông này thì anh em phải chịu 82 trở lên rồi. Cái dây khóa nó bị cần cần chút. Và khỏi bần đi. Anh em cứ biết con này là 80 đến 90 kg là vừa nhé. Em là cái nào cứ thích sổ. Cái nào thích sổ vào thôi nhỉ. Nhưng mà vẫn cứ sổ. Nói vậy chứ vẫn cứ thích sổ. Không biết nó bệnh cái bệnh gì á. Cái này gọi là cái bệnh. Bệnh nghiện á. Anh em mua đồ còn em bán đồ em cũng nghiện đồ chứ. 8 đến 90 kg nha anh em. 93 đến 96%. Bán rẻ con này à, 100.000 mã 16. Tiếp con rần ri này. Con rần ri này nó bị cắt cọc tay. Về cắt dùm em luôn. Sắt nách này luôn. Là y chang con satin lúc nãy nha. Chất vải caro, vai của nó là 46. Dài áo là 80. Cắt nữa là rất là đẹp. Ở ngay cái cổ thì có cặp tem là được 100.000 rồi nè. Cặp tem được 100.000 rồi. Áo thì rất là mới nha. Anh em đừng có cắt để như vậy. Cắt sát luôn. Xít trên này cho em. Không cần đạp. Cứ không cần may đâu, chỉ theo cái đường này mình cắt ngoài đi là rất là đẹp. Em bán con này 150 nha. Đáng lẽ là em không có nhìn thấy tem. Con này 60 đến 70 kg, áo rất là mới. Lấy cặp tem này 100.000, còn con áo có 50.000 thôi đó. 150.000 mã 14. Tiếp một con áo của nữ này. Áo của nữ thời trang thôi nhá, không có lính ở đây đâu. Vai 39 và dài áo 62. Con này hơi bé ha. 62. Vai 39 thì nhỏ quá rồi. Áo này vải mềm là áo khoác nhẹ. Anh nào con khoảng chừng là mấy chục ký, 30 kg, 340 cũng được, 340 kg vẫn được. Em thì bận con này, em 58 kg vẫn được, vẫn vừa luôn. Trùng trà mình tưởng là có 340 kg chứ, thì sao mình to mà vừa luôn nè. Nhưng mà không có đẹp, đúng không? Em mà bận vừa thì nó hơi sát quá, hơi chật quá, hơi sát. Nói chung là vừa xít luôn. Cho 50 kg đi, 50-55. Cho nó có đồ thở, em bận đâu có đồ thở nữa đâu, đúng không? Rồi, ai chốt con này dùm em 200.000 mã 13. 200.000 mã 13 nha em. Đổi mới là 93-96%. 200.000 mã 13. Cứ một cái quần không quân. Không quân của Linh Mỹ chất vải kaki. Con này là cũng 90, căng hết cỡ là 98, à 96. 92 đi, 92 căng hết cỡ là 96 cho nó thoải mái. Dài 112. Chất vải kaki của Linh Mỹ nha. Bên này đều, bên này cũng đều luôn.
tất cả là đều có này 93-95%, 170.000 mã 17. Hết rồi em, cảm ơn tất cả anh chị em. Và hẹn gặp lại anh chị em tối nay 7 giờ nha em. Chúc mọi người buổi trưa an lành.